Vâng, chào mừng tất cả quý vị. Ngày hôm nay chia sẻ với quý vị tham quan một miếng đất ở Bình Thạnh, Bình Trơn, quý vị nhé. Thì miếng đất ở đây nó gần vị trí, đó là chia sẻ lướt một vòng cho quý vị xem ở trên không trước. Thì ở đây vị trí là gần ủy ban nhân dân Bình Thạnh. Đây, miếng đất thì nằm dưới đây. Đất đây thì đang canh tác dừa, dừa quý khách. Đường đi thì đường đất, phía trước đất thì giáp với kênh, rất là tiện để cho quý vị có thể là tưới tiêu hay là trồng trọt ở trên cái mảnh đất này. Phía trước là cái đường này là đường đất hơn ha, và tương lai sẽ được mở rộng. Dạ. Và chúng ta sẽ đến với thông tin của miếng đất này một xíu. Đường ở đây, đây quý vị nhìn thấy đây là trước kênh, còn đây là đường chuẩn bị đào. Phía trước giáp kênh của miếng đất là 38m, chiều dài vô là 50,6m thưa quý vị. Và chúng ta sẽ đến với vị trí của miếng đất, chúng ta sẽ nhìn tổng quan từ ở trên cái bản đồ Google Maps để xem rõ thông tin nhất. Đây, vị trí miếng đất là vị trí đã ghi cho quý vị nhìn thấy rất là rõ. Và nó sẽ cách đây quý vị ha, đây đường đi vô chính của đất là từ quốc lộ 10 đi vào đây. Đây là ủy ban Bình Trơn. Ủy ban Bình Thạnh đi từ quốc lộ 10, và sau đây chúng ta sẽ đến với tham quan của cái miếng đất. Chúng ta sẽ xuống coi xem cái miếng đất có bằng phẳng không quý vị ha, và đang trồng trọt cái gì. Thì miếng đất hiện tại bây giờ là đang trồng dừa và chuối. Đây quý vị nhìn thấy tổng thể chúng ta nhìn thấy. Và phía trước miếng đất đó là cái kênh nằm ở đây nè quý vị. Hiện tại trên cái miếng đất gần ở khu vực ở đây hầu như là làm vườn là chủ yếu ha quý vị ha. Chúng ta nhìn thấy trồng vườn và là trồng dừa và làm vườn. Phía quanh miếng đất này có những cái thửa đất người ta vẫn còn trồng lúa. Phía bên kia thì người ta vẫn còn trồng dừa. Và chúng ta sẽ đến với hình ảnh. Đây là hình ảnh dưới đất trước kênh nè quý vị, phía đất trước kênh. Về hồ sơ pháp lý, chúng ta sẽ quay qua hồ sơ pháp lý một tí xíu. Coi hồ sơ pháp lý thì miếng đất này là phía trước giáp kênh, trên sổ thể hiện những giáp kênh, và phía sau là giáp đất, giáp tiếp giáp với những miếng đất khác. Và miếng đất này có diện tích là khoảng 2000 m², và đất này là đất trồng cây hàng năm khác. Và hiện tại giá bán của miếng đất này là 450 triệu trên một công, tương đương là khoảng tổng thể nguyên diện tích của miếng đất này là khoảng 900 triệu quý vị. Đó là sơ bộ về thông tin của miếng đất. Và chỉ sẽ lướt một vòng để cho quý vị coi ở trên không miếng đất sẽ tiếp giáp. Chúng ta nhìn thấy dân cư ở đây, các nhà hầu như là các nhà ở đây là nhà người những người dân làm vườn trồng dừa hay là canh tác làm lúa ha quý vị. Chúng ta nhìn thấy trên đường đây vẫn có những nhà dân và cũng có đường để đi vào những cái nhà người dân ở đây. Bên đây là trồng lúa ha quý vị ha. Đây chúng ta nhìn thấy trồng lúa rất là đẹp. Vâng, và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Bất Động Sản Chicago Land. Xin cảm ơn rất nhiều.